Hello Quang Đây, xin chào cả nhà. Lời nói đầu tiên thì Quang Đây xin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe. Quang Đây đang dẫn cứu hộ đi qua nhà của cô Thanh ở Phú Nhuận nè. Cô Thanh kêu qua nhận quà. Cô Thanh có mua cho chồng của Quang Đen ba cái áo, với lại Quang Đen cái áo gì đó, với lại cô Thanh lì xì 2 triệu. Đó. Đây, cứu hộ đây mới tậu bộ đồ đang đi qua chúc Tết cho cô Thanh nè. Cứu hộ ơi. Cứu hộ à, lại đây. Cứu hộ. Cứu hộ ơi. Lại đây. Đó. Anh xin lỗi đây, kêu nó kêu lại cho khán giả coi bộ đồ coi. Cứu hộ ơi. Nè. Đó, trời ơi. Đẹp trai ghê chưa? Chú hộ ơi. Đó, ta đi chúc Tết nè, đó, tôi bận, ê bận quần tây đàng hoàng nha, đừng giỡn nha. Đó. Chú hộ ơi. Nè. Chú hộ ơi. Nè. Đó, ghê quá. Đó, đây cô Thanh chưa về, đang chờ cô Thanh nè. Chú hộ ơi. Chú hộ à. Đây. Nè. Đó, coi coi. Ghét không? Cô Thanh rồi cả nhà. Đó. Kìa. Cả nhà thấy không? Cô Thanh bận mua đồ bông á. Đó. Đi lại đi, dẫn hộ lại đi. Dẫn lại đi em quay à. Dẫn đi lại đi. Vậy chú hộ đi với ba đi. Lại lên. Đi. Em chào chị, nó mới chúc chị vui vẻ phát tài nha. Dạ. Rồi cứu hộ, lại phanh tay chúc Tết bà con. Cứu hộ, lại lên. Đây. Ta kêu mày đi chúc Tết mày đi đâu à? Hả? Đi đâu á? Dạ. Đi vô, lại lên. Cứu hộ. Lì quá ta. Đi vô. Lại lên. Đi vô. Đi vô. Lại lên. Hả? Lấy. Kìa, cô Thanh ra kìa. Anh, cô kìa. Ai đây ha, cả nhà. Đây cô Thanh nè, cô với chú. Đây. Cứu hộ ơi, vô ba lì xì kìa. Đấy. Lại lên. Nhận lì xì đi. Đi đây nè, lại lên. Cứu hộ, lại lên. Đây, đây là cô Thanh Phú Nhuận cả nhà. Chạy lên bà đi cứu hộ, lại lên. Mới mua đồ mới nè. Qua chúc Tết nè, bạn mua đồ mới.
Chúc Tết cô Thanh đi anh. Đó, cô Thanh mua quà cho chồng em nha cả nhà. Rồi lửa bộ đồ đi qua nhà cô đó. Mới mua thét thì luôn. Người ta đi qua, người ta nhận quà, người ta phải trân trọng, người ta phải bận đồ đàng hoàng chứ. Đây, đây cô Thanh phúng dựng nha cả nhà. Đó, mua cho đó, ba cái áo. Nè, con kia. Dạ. Áo Mỹ đàng hoàng đó nha mày. Dạ. Mỹ nó mua cho cô đó. Dạ rồi. Nó mới con chúc cô Thanh với lại gia đình là thật nhiều sức khỏe, là mang may mắn, tấn tài tấn lộc. Rồi, nè. A hồ mày mặc. Dạ. Mày để mày đi. Áo Mỹ đàng hoàng chồng vô ta coi đó. Đây, đây đây đang quay sao chồng cô. Lát giờ chồng. Nè, vậy đi đây. Kích vô. Có đồ Tết nha cả nhà. Bây giờ là xong rồi đó hả? Đó. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều. Cô Thanh, cô Thanh, cô Thanh ơi, chào khán giả ăn cái. Đó chào. Rồi ok cả nhà, thì mình đã nhận xong quà của cô Thanh rồi. Bây giờ mình đi về. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Đi nhận xong rồi về. Còn chó gì nữa kìa, chó gì nữa kìa. Đó. Còn gì nữa không cô Thanh? Cô Thanh ơi, còn gì nữa không? Qua đây giống dọn nhà. Không đứng chờ xíu rồi cô Thanh coi bả dòm dòm lát bả đưa nữa kìa. Đó ra nữa kìa. Đó bánh chưng luôn. Chưa cúng gì. Trời ơi, chúc Tết gì kỳ vậy trời. Hả? À, chúc Tết, chúc Tết gì kỳ vậy? Chúc Tết mày ngồi thuốc đây không hả? Trời ơi đuổi luôn à, Tết Tết nhất mà đuổi vậy đó. Nghiệp quá à, thương không? Tao tậu bộ đồ đi qua chúc Tết đó. À, để bà đi bà thấy có đồ mà mua vậy nha, thương quá à. Vậy mà tới cửa hai thằng kia nó đuổi nãy giờ kìa. Đó, nó chửi nãy giờ đó. Nó dữ rồi. Rồi, rồi. Tạm biệt khán giả nha, mình kết thúc video nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cứu hộ, chào khán giả đi, mình về.